Trận đấu quyết định tại tứ kết Cúp Thế giới nữ 2023 đã diễn ra kịch tính giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và Thụy Điển. Thụy Điển đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 2, không trong khoảng thời gian lớn của trận đấu. Những cú sút của Black và Alistair đã khiến đội tuyển nữ Thụy Điển dẫn trước tại Cúp Thế giới. Dù phải đối mặt với thách thức lớn, các cô gái Samurai của Nhật Bản đã không ngừng nỗ lực trong phần cuối của hiệp 2. Honoka Hayashi đã ghi bàn rút ngắn tỷ số số 1, 2 ở phút 88, mang lại hy vọng cho đội tuyển Nhật Bản. Thế nhưng, những pha xà ngang và cột dọc đã từ chối những cơ hội ghi bàn của Nhật Bản và cuộc chiến kết thúc với thắng lợi 2, một nghiêng về Thụy Điển. Đây là kết quả đầy tiếc nuối cho Nhật Bản khi họ phải dừng bước tại giải đấu danh giá này. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ tiến vào vòng bán kết và gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Trận đấu hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và hấp dẫn trên hành trình chinh phục ngôi vô địch quốc thế giới nữ 2023. Diễn biến chi tiết, trận đấu diễn ra với sự hứng khởi từ cả hai đội. Đội hình xuất phát của hai đội là Từng phút trận đấu diễn ra căng thẳng với những tình huống nguy hiểm được tạo ra từ cả hai phía. Đội tuyển Thụy Điển đã mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha lập công của Alistair sau một tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa của Nhật Bản. Dẫn trước nhưng Thụy Điển không ngừng tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đến phút 42, Aslani của Thụy Điển đã có một cú cưa lòng kỹ thuật, nhưng bóng đã đập cột dọc không thành của Nhật Bản và không thành bàn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1, không nghiêng về Thụy Điển. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi Nhật Bản tạo ra áp lực mạnh mẽ trong hiệp 2. Phút 88 Honoka Hayashi của Nhật Bản đã ghi bàn rút ngắn tỷ số sau một cú sút cận thành. Nhưng thời gian còn lại không đủ để Nhật Bản có thêm bàn thắng và trận đấu kết thúc với chiến thắng 2, một cho Thụy Điển. Sau trận đấu đầy cảm xúc, đội tuyển Thụy Điển tiến vào vòng bán kết với hy vọng tiến xa hơn tại Cúp Thế giới nữ 2023. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản sẽ phải dừng bước và chấp nhận kết quả không như ý muốn.